Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Giải mã sự thật về loài cá ở suối Cá Thần. Từ thành phố Thanh Hóa, thẳng quốc lộ 45 khoảng 70 km, sẽ gặp đường mòn Hồ Chí Minh, đi khoảng 15 km nữa thì đến cầu treo Cẩm Lương, nối ngang dòng sông Mã, uốn quanh núi Trường Sinh. Đến đây đã có bảng chỉ đường vào đến suối Cá Thần. Dân ở đây chủ yếu là người Mường sinh sống, gọi là Mó Ngọc. Đây là loài cá trong sách đỏ. Suối Cá Thần hay còn gọi là suối Ngọc chạy dài ra đến tận sông Mã khoảng 2 km. Riêng khu vực Cá Thần chỉ xuất hiện khoảng 60 m tính từ cửa hang. Chiều rộng của suối là 3 m, mực nước ở đây khoảng 40 cm. Nước trong vắt nên ở khu vực cá không ra tới, vẫn có thể nhìn rõ những viên sỏi và rêu. Chúng tôi đến nơi đây khi trời đã sắp xế chiều, trời khá lạnh, khoảng 15 độ C. Người dân bản địa cho hay, thời tiết này cá ít ra lắm, chỉ khi nào trời nắng to cá mới thích ra ngoài, dòng chơi và tắm nắng. Thế nhưng chúng tôi vẫn thấy từ cửa hang, hàng ngàn con cá lúc nhúc chui ra, con nhỏ nhất khoảng 1 kg, con lớn chừng 5 kg. Lạ là dòng suối không có bê đập, nhưng đàn cá cũng chỉ quanh quẩn ở cửa hang và chơi với khách. Chúng tôi mua một ít rau và bọng ngô của những người dân tộc bán quanh đó để làm quen với cá. Đàn cá ở đây rất dạng người, thấy thức ăn là tung mỏ lên đớp, thậm chí là đớp cả thức ăn trên tay người. Cảm giác như không có khoảng cách giữa người và loài cá được gọi là cá thần này. Hình dáng của cá nhìn tựa như cá trôi, gậy đen, lưng sậm màu xanh rêu, thân căng tròn ở phần giữa, môi có màu phớt hồng. Nhìn hình dáng bên ngoài, loài cá này có vẻ hơi kỳ quái, không giống với những loại cá thông thường. Những người bán hàng xung quanh Mó Ngọc nói đây là cá trắng, nhưng dân bản địa gọi là cá dốc hay còn gọi là cá dóc, có họ hàng với cá dốc sông Mã. Hiện nay, loài cá này đã có tên trong sách đỏ của Việt Nam. Những nhà thám hiểm của Việt Nam và nước ngoài đến đây ngày càng nhiều, nhưng vẫn không lý giải được rất nhiều câu hỏi. Cá ăn gì để sống? Tại sao cá không đi xa? Tuổi thọ của cá là bao nhiêu? Khi chết, xác cá trôi về đâu? Sao cá lại thân thiện với con người đến như vậy? Gọi là cái gì đi nữa thì những người dân xung quanh suối Ngọc vẫn tin rằng cá ở suối này không phải là cá thường mà là cá thần. Nếu ai ăn nó hoặc bắt nó sẽ bị báo ứng. Những người bán hàng dọc suối thường kể lại chuyện đại loại như có hai cha con nhà nọ bắt cá làm thịt, khi thả vào nồi cá liền tan thành nước. Hay hai chàng thanh niên không tin chuyện cho là thêu dệt phi lý nên bắt hai con cá mang về, giữa đường bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Một bà người dân tộc Mường ngồi gần đó, nói giọng dân tộc Pha Kinh lơ lớ. Thử uống nước đi, nước rất ngọt và không tanh, cả bạn này sống bằng nước ở suối này đấy. Tôi muốn kiểm chứng lời bà nói, đưa tay vục nước nhưng không dám uống mà ngửi. Thật ngạc nhiên, giữa lúc nhúc cá như vậy nhưng nước vẫn trong suốt và không có mùi tanh. Đây là cá thần hay sự thật huyền thoại? Cách hang đá nơi cá chui ra khoảng 10 mét, tôi nhắc thấy người đàn bà quần sắn tận bèn đang nhặt rác bên suối. Bà là Nguyễn Thị Nông, 63 tuổi. Mọi người trong bản sợ dậm phải cá, cả gia đình sẽ không may mắn, nên không ai dám xuống suối. Bà nhận công việc vứt rác này đến nay cũng đã ngót 42 năm. Tôi định bắt chuyện bà hỏi về suối cá này, vì với tuổi đời của bà, ít ra cũng biết được ít hoặc nhiều nguồn gốc của những con cá ở nơi đây. Nhưng bà nói người hiểu chuyện nhất về suối cá là một ông cụ trong bản. Theo lời chỉ dẫn của bà, tôi đến gặp cụ Dương Cách, 82 tuổi, là chủ tịch hội người cao tuổi xã Cẩm Lương. Ông lão gầy nhom, hom hem nhưng giọng nói rất khỏe, và ông không kém phần hóm hỉnh. Ông bắt đầu câu chuyện về suối cá thần bằng một truyền thuyết mà có thể người dân ở bản này ai cũng biết. Ngày xưa ông Mường, một người giàu có trong làng, có một người con gái đặt tên là nàng Ngọc. Bao nhiêu trai tráng con nhà danh giá trong làng thầm thương trộm nhớ, nàng Ngọc lại đi yêu chàng Khôi. Chàng Khôi nhìn tướng tá khôi ngô, có tài thổi sáo nhưng lại quá nghèo. Ông Mường không chấp nhận chàng Khôi làm dễ. Ông thách cưới bằng cách đòi chàng Khôi phải mang đến 100 trâu đến làm sính lễ đón dâu. Chàng Khôi buồn bã bỏ đi lang thang. Nàng Ngọc ngày đêm thương nhớ chàng nên bỏ nhà ra đi, lần theo tiếng sáo của chàng Khôi. Cuối cùng nàng cũng tìm thấy chàng Khôi đang ngồi thổi sáo bên suối Ngọc. Cả hai thề nguyền sống chết có nhau nên cùng nhảy xuống suối để quyên sinh. Ông Mường không thấy con gái, bèn cho người đổ đi khắp các ngã rừng để tìm kiếm. Đi đến đoạn cuối cùng của suối Ngọc, giờ là suối Cá Thần, thì tìm thấy một ống sáo nằm ven suối. Dưới suối là hai con cá tung tăng bơi lội, một cá đực và một cá cái. Cá cái có khoen tai bên mang, ông nhận ra đó chính là con gái của mình. Ông Dương Cách hồ hởi, không biết chuyện thực hư thế nào, chỉ biết suối cá khi tôi sinh ra đã có rồi. Lịch hoạt động của đàn cá rất đều đặn, sáng ra suối, tối vào hang, có cá mẹ rất to ở hang định gần núi Lương.
Để khẳng định điều này, ông quay sang một cụ bên cạnh. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cá mẹ to bằng tàu lá chuối, nhưng nhiều năm rồi chưa thấy nó ra trở lại. Cả đời tôi sinh ra, lớn lên ở đây cũng chỉ mới gặp cá mẹ có một lần thôi, đó là năm 1975, cụ nhỉ. Ông cụ ngồi bên cạnh đang mải ăn bánh, miệng cười mắm mém như một đứa trẻ gật gù. Ông kể tiếp, năm đó nước lớn lắm, trước khi cá ra, dòng nước ở cả đoạn suối dài này đục ngầu lên, cá to như cái thùng, khiến người dân nhìn thấy mà hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, cá chỉ ra khoảng 10 mét rồi quay đầu trở về hang, sau đó sống gần hết đời người ở đây, tôi chưa bao giờ thấy lại. Chúng tôi hỏi về những câu chuyện huyền bí liên quan đến suối cá thần, ông Dương đã kể. Vào năm 1967, sư đoàn 335 đóng quân tại huyện Thạch Hành, Thanh Hóa. Trong một lần hành quân, vừa đến suối Ngọc thì trời tối nên quyết định ở lại đây qua đêm. Một thanh niên phát hiện dưới suối có nhiều cá, liền lội xuống bắt cá lên đường. Anh thanh niên kêu ra bụng rồi mặt cứ yếu dần đến chết. Một trường hợp khác, có hai vợ chồng kia đi ngang qua suối thấy nhiều cá, liền bắt liền một con về nấu canh. Sau khi làm thịt, bỏ cá vào nồi đun chín, đến bữa ăn. Họ mở nắp nồi thì thấy nước trong veo, không còn miếng cá nào trong nồi. Thấy lạ nhưng người chồng vẫn ăn, ăn xong liền khó chịu và sau đó không lâu thì qua đời. Từ những câu chuyện được truyền miệng với nhau, cộng với truyền thuyết về thần cá, nên người Mường càng tin cá chính là thần linh. Và chính những câu chuyện này đã khoác lên suối cá thần một vẻ đẹp đầy tính huyền bí. Tiện chúng tôi ra cổng, ông hóm hỉnh. Hai đằng ấy mà yêu ai, gia đình không đồng ý. Cả hai cứ đến đây xin thần cá, về nhà là có cưới hỏi ngay thôi. Thần cá linh thiêng lắm, nên trai gái trong làng đều đến khấn xin thần. Để tìm một lý giải khác, chúng tôi đến gặp ông Phạm Hồng Đức, 85 tuổi, là người trông coi đền thờ rắn. Ông sống ở suối cá này đã ngót 80 năm, ông khẳng định suối cá này có từ lâu lắm rồi, từ thế kỷ thứ 11. Khoảng thời gian đó có một trận mưa rất to, có hai nguồn nước, một nguồn từ suối chảy xuống, một nguồn từ sông đổ vào. Cá của suối Ngọc bây giờ chính là cá từ sông chảy vào, do đây là đoạn trũng nhất của suối nên khi rút nước, cá bị kẹt lại, không thoát ra ngoài được, từ đó đàn cá sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Vào khoảng năm 1958, có một đoàn thám hiểm vào hang để nghiên cứu. Họ thấy bên trong có hai nguồn nước nóng và ấm. Cá suối đông đúc ở nguồn nước ấm. Họ đoán chừng bên trong hang sâu có lượng thức ăn dồi dào nuôi sống cá. Riêng với những chuyện thần bí về suối cá, chỉ là nghe chuyện miệng chứ không có bất cứ kiểm chứng nào, nên tôi cũng không biết rõ thực hư như thế nào. Khi tôi hỏi, ăn cá có chết như người ta nói không? Ông cụ chết miệng. Ăn cá mà chết thì tôi chả sống đến tận bây giờ, chả qua là thịt cá bở, không có mùi vị như những loại cá khác. Ông chỉ tay ra xa, muốn ăn cá, ra sông Mã mà bắt, thiếu gì, cá vừa ngon vừa phong phú, làm gì phải ăn cá này. Khi nghe tôi thắc mắc, người dân ở đây nói, chưa bao giờ thấy cá chết và khẳng định đó là cá thần. Ông Phạm Hồng Đức cũng cho biết, chuyện cá xuống ngọc không bao giờ chết là phi lý. Có điều, người ta ít thấy cá chết tại suối, có thể chúng chết ở một hang hốc nào đó. Khi huyện mới thấy một vài chú cá bỏ mạng dưới suối, những lúc như thế, người già trong làng đã phẫn lên, đem vào đền lễ, xin phép thần rắn cường chôn ở cái gò gần suối, còn đánh dấu mộ đàng hoàng. Chiều tà, ông dõi mắt nhìn ra chiếc tàu bắt ngang suối cá thần vào đền thờ rắn. Ông dõi mắt nhìn ra chiếc cầu bắc ngang xuống cá thần vào đền thờ rắn. Ông chỉ một đôi trai gái đang dắt tay nhau qua cầu. Họ đến để cầu duyên đấy, nơi này linh lắm, rồi họ sẽ được ở bên nhau trọn đời. Tôi lại thấy sự mâu thuẫn trong chính những gì ông vừa nói. Tôi nhìn theo hướng tay ông, cảm giác bình yên lan tỏa. Và tôi tin, những gì bạn có được khi vượt qua chặng đường dài để đến đây là niềm hạnh phúc về bình yên cho đôi lứa.